Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày này, không khí thi đua lao động trên các công trình dự án trọng điểm của tỉnh diễn ra hết sức sôi động. Các chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung cao độ thực hiện giải ngân và thi công các hạng mục với mục tiêu là đưa công trình về đích đúng hẹn, phát huy hiệu quả các dự án, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Một ngày mới bắt đầu, cùng với tiếng máy rền vang trên công trường thi công dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Với mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2023, các đơn vị thi công đang tập trung huy động nhân lực, thiết bị máy móc, tăng ca kíp để đẩy nhanh tiến độ với quyết tâm đưa công trình về đích đúng hẹn. Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài toàn tuyến trên 40 km. Trong đó, tuyến thuộc địa bàn tỉnh Tuyên Quang dài gần 12 km với tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm quốc gia và là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với các tỉnh khu vực phía Bắc nói chung và các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ nói riêng, mở ra cơ hội thúc đẩy kinh tế, xã hội của các tỉnh trong khu vực. Được triển khai thi công từ tháng 8 năm 2021, công trình được chia làm hai giai đoạn. Hiện các đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục gồm nền đường, công trình thoát nước, thi công các cầu trên toàn tuyến. Riêng đối với mặt đường, đã hoàn thành cấp phối đá dăm và đang thảm nhựa nóng áp phan nền mặt đường. Tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Theo đó, bổ sung thêm 500 tỷ đồng để tỉnh hoàn thành giai đoạn 2 của dự án trong năm nay. Trong chuyến công tác thăm và làm việc tại Tuyên Quang vào tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoàn thành. Để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, máy móc, gấp rút hoàn thiện công đoạn cuối cùng của dự án. Những người lao động, các tổ lao động trực tiếp tại công trường là mang hết quyết tâm, nhiệt huyết với tinh thần là vượt nắng thắng mưa và thi công 3K 4K để đảm bảo với tinh thần trách nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo về chất lượng và mỹ thuật, kỹ thuật của công trường và đúng tiến độ thi công đã được giao. Sau phát động thi đua 7-8 ngày đêm, thì đơn vị tư vấn có chỉ đạo nhà thầu tuân thủ theo bản vẽ thi công được phê duyệt và tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật, các quy chuẩn hiện hành để đảm bảo chất lượng và tư vấn giám sát sẽ đồng hành cùng nhà thầu trong cái giai đoạn nước rút tiến độ cho thời điểm hoàn thành trong tháng 12 2023. Đơn vị Ligozin 14 đã tập trung hết thiết bị, máy móc và nhân lực vào những cái hạng mục chính để đạt được cái mục tiêu của ban quản lý dự án đề ra là 7-8 ngày đêm để là hoàn thành để đưa vào bàn giao sử dụng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú là một trong số 5 nhà thầu đảm nhận thi công công trình dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Gần một tháng qua, công ty đã huy động gần 500 cán bộ công nhân và trên 300 thiết bị máy móc thực hiện làm việc 3K, 4 kíp theo đúng cam kết với chủ đầu tư. Xác định đây là công trình mang ý nghĩa lớn đối với tỉnh Tuyên Quang, mỗi cán bộ công nhân trên công trường đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, không để xảy ra sai sót, lãng phí, gây thất thoát nguyên liệu và không làm chậm tiến độ thi công công trình. Hưởng ứng lời kêu gọi của chủ đầu tư về vượt nắng thắng mưa, thi đua 78 ngày đêm để hoàn thành dự án. Thời điểm này thì các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị
và thậm chí là làm việc xuyên đêm, bất kể thời gian để có thể hoàn thành các công đoạn cuối cùng trong dự án sớm nhất. Và chúng tôi có mặt tại công trường lúc này là 23 giờ đêm để gặp gỡ những người công nhân tại đây. Xin chào anh. Trong tâm thế của những người làm việc xuyên đêm thì những người công nhân của công ty Hiệp Phú hiện nay đang thi công trong tâm thế như thế nào? Trông rất là nhiệt tình và làm hết mình vì công việc. Chúng tôi rất vinh dự được thi công công trình trọng điểm của tỉnh. Chỉ còn hơn một tháng nữa là công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, thi đua 78 ngày đêm hoàn thành dự án, lãnh đạo các đơn vị thi công đã thường xuyên có mặt tại công trường, thực hiện việc giám sát và đôn đốc công nhân làm việc. Mọi vướng mắc như nguyên vật liệu, điều kiện thi công, vốn đầu tư được các cơ quan đơn vị, địa phương, doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công. Đồng hành với nhà thầu để giám sát tất cả các khâu của dự án trong công tác 78 ngày đêm, từ công tác vật liệu ra đến công trường lại sẽ giám sát theo đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án đã quy định. Xác định đây là một công trình trọng điểm quốc gia và có ý nghĩa rất là quan trọng đối với Tuyên Quang và Hà Giang. Và chúng tôi cũng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công trình sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 12. Do vậy mà chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, xe máy, thiết bị và nhân lực, tài chính để dồn vào thi công công trình đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Dự án đường tránh thị trấn Sơn Dương là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Tuyên Quang. Với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng, gồm các hạng mục tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương dài 4,3 km và một cây cầu thuộc gói thầu số 8. Những ngày này, không khí lao động trên công trường diễn ra sôi động. Các nhà thầu đang chạy đua với thời gian để hoàn thành mục tiêu thông xe vào cuối năm nay. Hàng chục thiết bị máy móc cùng hàng trăm cán bộ, công nhân có mặt trên công trường làm việc liên tục 24 giờ. Với quyết tâm hoàn thành tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đề ra. Sau một năm kể từ ngày khởi công công trình, đến thời điểm này, nhiều hạng mục của dự án đã được hoàn thành, đảm bảo cả về chất lượng và thời gian thi công. Cùng với các công trình trọng điểm chống tỉnh thì cái dự án đường tránh thị trấn Sơn Dương này thì chúng tôi cũng đang gấp rút cùng với các cái nhà thầu liên doanh gấp rút để đẩy nhanh tiến độ, tăng nhân lực, thiết bị, con người, nguồn lực, tài chính để đẩy nhanh tiến độ, cố gắng là hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ theo hướng hiện đại là một trong ba khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Để hoàn thành khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, nhiều công trình, dự án giao thông đã được triển khai tại các địa phương trong toàn tỉnh. Đối với các công trình giao thông trọng điểm theo kế hoạch hoàn thành trong năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm, không kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phục vụ các công trình giao thông trọng điểm của tỉnh. Với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao, các địa phương trong tỉnh, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thành các phần việc của từng dự án, sớm phát huy hiệu quả của các công trình giao thông trọng điểm. Vì mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối, mở ra cơ hội phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, đưa Tuyên Quang sớm trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 đã đề ra.